Nam Mô Bụt Tha giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet qua Facebook, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Bali từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ Diệu Pháp thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu, và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu, và con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022, Phật lịch 2566, môn học tương ưng bộ, Samyutta Nikaya, bài 1, chuyển hóa, giận dữ, kinh Thananchani. Thananchani Xuất Tăng, chương 7, tương ưng Bà La Môn, phẩm A-La-Hán, thứ nhất, do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính nhân Mít Nam Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Bài học hôm nay tư ương bộ Samyutta Nikaya, bài 1, chuyển hóa cơn giận dữ, kinh Thananchani, Thananchani Xuất Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Đăng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, nấu đến cái khả năng tiếp độ chúng sanh của một vị chánh đẳng chánh giác thì chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng hiểu Ngài là bậc vô thượng đạo sư. Dần dần chúng ta sẽ được biết rất nhiều những giai thoại mà khi những kẻ Bà La Môn
họ đi đến với một cái thái độ tịch thượng. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn với tâm từ bi và với cái trí tuệ sáng suốt, cũng như là thập trí lực của Như Lai, biết rõ trình độ căn cơ của mỗi chúng sanh. Và khi đó Ngài chỉ trả lời cho họ một câu ngắn gọn, một bài kệ bình dị, nhưng mà trúng tim đen của họ. Hay nói kiểu dân gian thông thường, tức là đi guốc trong bụng của họ đó. Cho nên họ bắt đầu từ cái ngạc nhiên cho đến kính phục, và họ đã quy ngưỡng nơi Đức Phật. Hôm nay trong cái bài học này là nói về một ông Bà La Môn, ông có người vợ là vị đệ tử của Đức Phật. Và nữ Bà La Môn Thanh An Chân Ni là một vị thánh cư sĩ tu đạo Phật. Chúng ta sẽ nghe cái giai thoại này rất là lý thú. Và bài học này sẽ được giảng giải bởi Thượng Tọa Pháp Đăng, giảng sư ngày thứ tư. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Như Pháp đọc cho chánh văn của bài kinh. Sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh giảng sư thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Tề Siêu đã từ bi dẫn dắt bài học ngày hôm nay. Dạ con kính tri ân Đại Đức Tề Trì cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, bài 1, chuyển hóa cơn giận dữ, kinh Thanh Anh Cha Ni Sút Tăng, chương 7, tương ưng Bà La Môn, phẩm A-La-Hán. Thứ nhất, nộ khí là điều khó kiềm chế. Một người đàn ông bị mất mặt với bạn bè thật khó giữ bình tĩnh. Trong lúc thịnh nộ lập tâm bài kích Đức Phật, đấng vô thượng địa ngự đã trả lời đúng tim đen của vị này. Chánh pháp như giọt cam lộ mang lại sự thanh lương cho nội tâm. Cõi lòng thay đổi, cuộc sống cũng đổi thay. Có người phẫn nộ, những hữu duyên hữu phúc ấy được khai thị để rồi chuyển hóa toàn bộ bản thân. Chữ duyên đôi lúc khó có thể nghĩ bàn. Kinh văn. Tôi nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn ở tại Ra Chá Chá Há, Vương Xá, chùa Vê Lú Quá Ná, Trúc Lâm. Tại Cá Lanh Đa Cá Ni Hoa Bá, khu vực sóc ăn trong chùa. Bây giờ nữ Bà La Môn Thanh Anh Cha Ni, vợ một Bà La Môn thuộc dòng Hoa Rá Đoa Chá, đặt trọn niềm tin đối với Phật Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Thanh Anh Cha Ni, trong khi bưng cơm cho Bà La Môn thuộc dòng họ Hoa Ra Đoa Chá, bị quắp chân bất chợt thốt lên câu: đảnh lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri, đảnh lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri, đảnh lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri. Nghe vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Hoa Ra Đoa Chá nói với nữ Bà La Môn Thanh Anh Cha Ni: ngay khi một sự cố nhỏ xảy ra, kẻ hạ tiện này cũng thốt lời xưng tán vị Sa Môn đầu trọc ấy. Này người hạ tiện, ta sẽ đi và phủ bác giáo thuyết của đạo sư ngươi.
Tôi không thấy trong thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, trong giới tu hành hoặc bà la môn, có ai có thể phụ bác Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri. Nhưng cứ đi, đi rồi sẽ hiểu. Rồi bà la môn thuộc dòng họ Paradvaja với tâm phẫn nộ không vui đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, chào hỏi xã giao, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi, vị ấy nói với Đức Thế Tôn kệ ngôn: sát trừ gì ngủ ngon, sát trừ gì không sầu, một pháp nào sát trừ Gotama đồng thuận. Thế Tôn: sát phẫn nộ ngủ ngon, sát phẫn nộ không sầu, phạm chí sát phẫn nộ ngọn gọt gốc độc hại, diệt chủng bậc thánh khen, diệt chủng khiến an lạc. Được nghe vậy, bà la môn thuộc dòng họ Paradvaja bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiện bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, hơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn thuộc dòng họ Paradvaja được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Thọ giới không lâu, tôn giả Paradvaja sống độc cư, viễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân chứng ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại. Đây chính là cứu cánh mà những thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vì ấy, chính mình biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Paradvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Trích văn: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tạnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh viễn tri. Kinh Sư Kết Toa Sư Khang Sê Tí, sách từ gì khiến ngủ ngon? Kim Sư Chê Toa Na Sơ Chá Tí, sách từ gì khiến không sầu muộn? Kích Sát Sư Ê Cá Thâm Má Sá, có một pháp nào? Quá thăng Rô Chê Sĩ Gotama Tí, sự đoạn trừ được tôn giả Gotama chấp thuận. Cô thăng chê to xứ khăn xê tí, sát trừ phẫn nộ khiến ngủ ngon. Cô thăng chê to ná sơ chát tí, sát trừ phẫn nộ khiến không sầu muộn. Cô thát xá quý sa mù lá xá mát thú rát gá xá rầm ma ná, phẫn nộ có ngọn thì ngọt, mà gốc rễ thì độc, hỏi bà la môn. Qua thằng Adiya ba sằng sanh tiết, sự chết phẫn nộ được bậc thánh khen ngợi. Tanh hí chết, tanh hí chê to nó sơ chá tì tiết, sau khi tận nghiệp chúng sẽ không sầu muộn. Tức nghĩa, theo sớ giải thì dòng tộc Tha Nanh Cha Ni của nữ bà la môn trong bài kinh này được xem là dòng tộc cao sang nhất trong các dòng tộc bà la môn. Theo sớ giải thì sở dĩ người chồng bà la môn dòng Paradvaja nổi nóng gọi vợ là Vatsali, kẻ hạ cấp, một từ khiêm nhiệt gọi người thuộc giai cấp Thủ Đà La, bởi vì ông bà la môn này mở một đại tiệc chiêu đãi hàng trăm bà la môn khác. Biết vợ mình mỗi khi bất chợt gặp sự cố thì thường thốt lời niệm Phật
nên người chồng nhắc trước là có khách đến thì đừng như vậy. Trong bữa tiệc, bà La Môn Thanh Anh Trà Ni gấp phải khúc củi, bất giác nói lên lời đảnh lễ Phật. Nhưng khác bà La Môn ấy, những khách bà La Môn ấy thấy vậy bỏ tiệc ra về. Điều này khiến người chồng phẫn nộ. Theo sớ giải thì bà La Môn dòng Paradoxa có chủ tâm vấn nạn Đức Phật với câu hỏi của mình. Nếu Đức Phật trả lời là có chấp nhận sát trừ thì gọi Ngài là sát nhân. Nếu Đức Phật nói không thì chỉ trích là người đi tu sao không sát trừ tham sân si. Như vậy Đức Phật trả lời cách nào cũng bị chỉ trích. Câu chuyện này cũng được tìm thấy trong Trung Bộ Kinh số 100 và Sớ Giải Kinh Pháp Cú 161. Bài dịch hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Dạ, trước khi chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, Như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi Đạo Tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay, dạ con kính tri ân Sư cho con biết được tín hiệu. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rạnh ràng, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và Đạo Tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính dâng mít đến Sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Ca. Dạ, bây giờ Pháp Đăng cho nên để Đức Phật, Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Kính lãnh lễ Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Thanh Tâm, Đức Đại Trì, Đức Đức, cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào lại cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay thì mình học tiếp trong Kinh Tương Ưng. Cái bài học hôm nay thì liên quan đến một cái vị Bà La Môn. Và cái vị Bà La Môn, nữ Bà La Môn Thanh Anh Chani, và là người vợ ở trong gia đình của Bà La Môn và Đó Rồi Chà. Thì chúng ta nghe cái bài học đã đọc cái duyên sự, cái duyên sự, cái câu chuyện. Thì chúng ta biết rằng đối với một cái vị nữ Bà La Môn như là Môn Thanh Anh Chánh Ý, là một vị thánh cư sĩ, một vị thánh cư sĩ đã được chứng ngộ đạo quả tu đầu vượt, nên chúng ta nghe nữ Bà La Môn bị trả lời một cái câu trả lời mà chỉ có từ nơi các cái bậc thánh, nói lên một cái ý nghĩa sâu sắc về đấng vô thường, và nói lên cái thế giới ma giới, thiên giới, phạm thiên giới, hay là Bà La Môn, tất cả chư thiên và nhân loại không ai có thể dùng những cái
cái ngôn ngữ hay là dùng cái cách này kia nọ để phá bỏ được cái lý thuyết, cái lời dạy, cái sự giảng dạy của Đức Phật trên cái con đường, trên cái đạo lộ để tiến đến cái sự giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta nghe nhưng mà như vậy chúng ta biết rằng dù Bà La Môn này kêu vợ của mình khi có khách thì đừng có niệm như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái vị đã có lòng tin đặc biệt, chúng ta gọi là lòng tin đặc biệt, là vị thánh Tu Đà Vương, nên khi mà dấp ngã hay là khi nọ thì bà trở thành một cái phương pháp mà hành trì thường xuyên đó. Nên mỗi lần có như vậy thì bà niệm lên, và khi bà niệm như vậy đó, thì những người Bà La Môn mà đến dự tiệc thì nghe rất là khó chịu. Thì chúng ta biết rằng những cái tư tưởng Bà La Môn đó là họ đã là một trong những cái bài đạo đương thời chống đối với Đức Phật. Họ không chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật, trừ những người đã hiểu được cái chân lý, sáng tỏ được cái đạo lộ, thì những người đó họ một tâm một tấm lòng đối với đạo Phật, đối với Tam Bảo. Thì chúng ta đã thấy Bà La Môn đi vào để hỏi cận chấn Đức Phật, và chúng ta cũng nghe từ đây đến đây chúng ta học, chúng ta sẽ gặp được nhiều cái câu chuyện cũng tương tự như thế này. Nhưng mà đối với Đức Phật bậc Thiên Nhân Chi Đạo Sư đó, thì Ngài biết cái duyên lành của những chúng sanh, và cái duyên lành của Bà La Môn Phật Giáo Hoa Chá này thì chúng ta hiểu giống như là một cái dòng tộc mà chúng ta nghe trong bài học nói đó. Thì Bà La Môn này muốn vào cật vấn Đức Phật, nhưng mà Đức Phật Ngài đã trả lời theo một cái pháp, mà một cái pháp xưa và nay đó, các bậc thánh đó đều phải sát trừ những cái sân hận. Bởi vì chúng ta biết rằng sân hận đó là một trong những cái ác bất thiện pháp. Nếu mà một cái ác pháp đó ở nơi một cái người nào đó, thì thường thì chúng ta biết rằng những người đó họ bồn chồn, họ nóng nảy, họ bức rứt. Do mà chúng ta hiểu, nói cho A Tỳ Đàm, do tâm sân và do những cái thuộc tính của tâm sân, như là sân, tật, lận, hối, thì những cái sự nóng nảy, bực bội, những sự gắt gỏng câu có, những cái không vừa lòng mà muốn hủy hoại những cái đối tượng đó, thì đó là cái thực tính của tâm sân. Và khi một cái người mà có tâm sân á, thì họ không bao giờ mà họ có thể mà chúng ta gọi là họ có thể, bởi vì cái tâm sân nó thiêu đốt họ, cái tâm sân nó đôn đốc họ. Bởi thường chúng ta thấy rằng cái sắc tâm á, sắc tâm cố định đó chính là cái thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thì thường ấy, một cái người sân á, thì họ đối với thân của họ đó có một cái biểu hiện. Chúng tôi nhớ rằng cái ông Bà La Môn này, ông rất là phẫn nộ mà ông nói rằng nếu mà nữ Bà La Môn này mà niệm thì ông sẽ cũng giống như là ông sẽ đánh vợ và ông giết vợ vậy đó. Nhưng mà nữ Bà La Môn này bà đâu có sợ gì đâu vấn đề đó, không còn làm sao mà cản được cái tâm, cái lòng tôn kính của một vị thánh Tu Đà Vương. Cái sanh mạng này nó cũng không là cái gì đối với một cái vị thánh Tu Đà Vương, và cũng là cái duyên của người chồng. Chính vì như vậy đó, ông mới đến, bà rất là tự tin là ông đến rồi ông sẽ biết, có nghĩa là ông đến rồi ông sẽ biết cái bậc đạo sư thường, ông biết đến rồi ông sẽ ngộ, ông đến rồi ông sẽ biết rằng cái đường tu của ông là đã không đúng, và ông đến ông sẽ biết cái phương pháp mà Ngài dạy để sát trừ. Chính vì điểm đó, đây là một cái điểm mà Đức Phật Ngài dạy đó, sát phẫn nộ. Bởi thường chúng ta biết rằng cái tâm sân nó sẽ nung nấu một người. Khi một cái người mà sân hận lên thì họ cái sự sân hận đó làm cho cái nhịp tim của họ, làm cho máu huyết của họ đó, làm cho cái nộ khí của họ đó
Bởi vì thường chúng ta thấy những nhà khoa học họ nói đó, khi một người mà giận lên đó, họ cắn một người nào đó, thì cái chất độc đó có thể giết con chuột chết. Có nghĩa là cái độc tố từ cái răng mà nó tiết ra đó, nó có thể giết được một con chuột, nó sẽ làm con chuột chết. Bởi vì cái độc tố thường thường chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó, thì cái độc tố đó nó chỉ làm cho chúng ta mau già thôi. Thường thường quý vị thấy một người nào sân hận nhiều đó thì họ rất là mau già. Cái nghĩa là cái sắc diện của họ đó. Và sân hận thì chắc chắn là những người thì họ sẽ chết sớm thôi, chứ không có thể nào nói về cái sân hận có thể sống lâu được quý vị. Bởi vì thường thường chúng ta thấy ân đức thiền đó là làm cho người ta sống lâu, làm cho người ta mát mẻ, làm cho cái sắc diện đó nó thư thái, chính là có thiện tâm. Còn khi mà sân tâm á, thì nó sẽ làm cho cái sắc pháp nó héo xào, nó làm cho nung nấu cái thân và cái tâm. Cái tâm á, thì chính là do những cái sở hữu đó, phẫn nộ đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái sở hữu bất thiện như là si, vô tàm, vô quý, phóng dật đó, sân tật lẫn nói, đó là những cái sở hữu mình nói về thuộc về tâm bất thiện và tâm sân. Và chính những cái pháp này nó nung nấu cái tâm tâm, nên thường thường chúng ta hiểu rằng cái tâm sân đó nó sẽ tạo ra cái thân của người đó đó. Cái nghĩa là thường thường nhân gian người ta hay nói những câu mà chưa đánh người mặt xanh mày tía đó, đánh được người hồn vía lên mây. Có nghĩa là một cái người mà khi mà họ sân hận lên đó thì mặt xanh mày tía. Có nghĩa là có nhiều người họ sân lên, quý vị biết rằng đó, cái miệng của họ rung lên đó, môi của họ rung lên, sự phẫn nộ đó làm cho họ không có bình thường nữa. Chính là điểm đó nên chúng ta thấy nó sẽ thiêu đốt cái sắc pháp này. Bởi thường thường những cái người mà họ cái tánh sân á, cái tánh sân của họ nó mạnh quá đó, nó rất là mang lại cái sự những cái nhiệt não. Nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú của phẩm cô Thảo Quốc Gá đó, có nghĩa là phẩm phẫn nộ đó, thì chính là những cái người mà họ sân hận lên đó, thì họ sẽ có sự hủy hoại. Thường chúng ta thấy cũng như cái câu chuyện ông trưởng giả và cái người mà một người nam mà nằm ngủ ở trước cổng thành, mà ông trưởng giả này ông ra thì ông thấy mặt trời lên cao mà còn ngủ như vậy, thì ông nói giống như là khuyên lơn vậy. Nhưng mà cái người đó lại phẫn nộ đốt ruộng của ông, rồi chặt chân trâu của ông, rồi cũng chưa có đã nư giận nữa, để coi cái ông trưởng giả này ông thích cái gì nhất. Và biết ông trưởng giả này ông thích cái hương thất của Đức Phật, đó là cái chỗ mà ổng vui, một cái niềm vui của ổng, thì cái người này lại đi tìm cách để đốt cái hương thất của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, một cái sự phẫn nộ đó, mà cái người mà họ phẫn nộ lên rồi đó, họ tìm đủ cách họ làm cho mình đau khổ, cho họ đã nư cái sân hận của họ. Thì chính những cái điểm đó nên chúng ta thấy một cái người mà chúng ta gần một cái người trí đó thì không sao hết, nhưng mà chúng ta gần kẻ ngu đó, mà họ sân hận lên đó, rất là nguy hiểm. Họ sân hận lên rồi đó thì họ sẽ giết chúng ta. Nên nhiều khi quý vị thấy có những cái câu chuyện mà con giết cha, hoặc là cháu giết bà nội bà ngoại này kia nọ, chỉ vì những cái đồng tiền, chỉ vì những cái chuyện mà nó không vừa lòng thôi, nó sẽ giết luôn cả những người mà nó tôn kính, những người sanh đẻ mình ra nó vẫn giết như thường quý vị. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngày mới nói với ông Bà La Môn này đó, có nghĩa là một cái người mà khi mà họ sát phẫn nộ đó là họ không sầu, sát phẫn nộ đó thì họ ngủ ngon. Bởi vậy thường thường chúng ta thấy một cái người sân hận lên đó thì cái tâm sân đó nó nung nấu cái người đó, nên làm cho người đó nó nằm ngủ đó cũng không có ngủ được quý vị. Thường thường quý vị thấy một cái người họ sân hận đó, thường thường mình thấy vợ chồng họ sân hận với nhau thôi, họ cũng quýnh không quýnh vợ thì họ cũng ra đập đồ, rồi họ nhiều khi thậm chí họ đốt nhà nữa quý vị. Chúng ta thấy họ làm một cái chuyện gì cũng chưa có vừa lòng họ thì họ làm thêm cái chuyện thứ hai thứ ba như vậy. Chính vì khi mà họ sân hận lên đó, nên những cái người mà có cái tánh sân hận mạnh đó, thì họ gây ra biết bao nhiêu cái
cái sự mà đau khổ cho người khác. Nên chúng ta thấy rằng một cái chuyện mà mình muốn mà người ta cản trở mình đó, bởi vì thường thường chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy một cái người tu hành là cái tâm không có phản ứng thuận hay nghịch. Thuận là nó tăng trưởng lòng tham. Ví dụ chúng ta nghe người ta khen mình đó, thì mình sẽ suy xét. Hoặc là nghe người ta chỉ trích mình đó, thì mình cũng phải suy xét. Chứ còn nếu mà mình nghe người ta khen mình đó, mà mình không có cái đặc tính đó, đó thì cái tâm của mình đó, nó ngã mạn, nó cống cao, nó tự kêu tự đắc như vậy. Còn khi mà mình gặp người ta sân hận, người ta bài bác mình đó, mà mình không có suy xét đó, thì mình cũng bị chạy theo cái sự phẫn nộ đó, cái tâm mình bị chạy theo khi mà mình nghe, mình tiếp thu cái cảnh tin đó đó. Nên bình thường quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng cái lửa sân nó từ trong mắt, trong tay chúng ta. Bởi vì người thường quý vị thấy những người thầy nói rằng làm những việc mà trái tai gai mắt, trái cái lỗ tai mà gai con mắt, nghĩa là thấy khó chịu như vậy, mà thấy khó chịu và bực bội như vậy. Chính vì điểm đó đó, nên một cái người mà khi mà họ có mắt và có tai đó mà họ không có chế ngự được đó, thì cái sự phẫn nộ đó nó cũng cao trào và nó mang cái sự hủy hoại. Chúng ta thấy cũng như Tôn Giả Đê Quá Tá lăng đá đè Đức Phật đó, chẳng qua vì bị phẫn nộ lên mà thôi. Vì phẫn nộ lên mà thôi, tại vì Tôn Giả Đê Quá Tá muốn cai quản tăng chúng. Mà Đức Phật thì ngài nói rằng tăng chúng là theo ngài với tinh thần tự giác chứ không phải là ngài bắt buộc. Nên một cái người có đức hạnh, có đạo hạnh, một vị mà đại bi đó, thì sẽ có những người họ đi theo để tu tập. Một cái người mà thành tựu được những cái sự thành tựu viên mãn đó, thì sẽ có những chúng sanh họ muốn học, muốn tu, muốn hành trì theo cái phương pháp, vì thấy cái phương pháp đó là cái phương pháp mang lại cái lợi ích cho mình, cho người cho đời nào. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy rằng một cái người mà họ thành tựu được cái từ tâm đó, chúng ta thấy như là một cái câu chuyện của vị trưởng lão đó, chỉ có từ tâm thôi, nhưng mà khi mà ngài ở cái khu vực đó, những cái loài phi nhân nó không có đánh lộn lẫn nhau. Tại vì nó thấy cái thân hành và cái khẩu hành và cái tâm hành của ngài đó, với cái từ tâm, nên đó, những cái loài ở đó nó không có xung đột lẫn nhau. Nó muốn sống theo cái cách của ngài. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng đó, ở đâu cũng vậy. Mình nói đến những cái loài phi nhân thôi, mà còn hành trì được theo cái vị trưởng lão này. Và khi mà vị trưởng lão này muốn đi đó, thì những cái loài phi nhân đó hiện ra than khóc, nói rằng cái sự lợi ích của ngài đó là ngài ở đây đó, những cái hàng phi nhân không có đấm, không có đấu đá lẫn nhau, không có hung khí dùng sự tàn bạo với nhau, vì có ngài ở đây. Nếu mà ngài đi đó, thì họ sẽ xung đột lẫn nhau lại nữa. Thì chúng ta thấy rằng những cái người có từ tâm đó ảnh hưởng, làm cho mọi người có cái hướng hành trì theo. Và thường thường quý vị thấy rằng cái sân lâu nó cũng nết, quý vị, sân lâu nó cũng trở thành cái nết, nhất là những người họ bực bội vì một cái lẽ nào đó, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì nó trở thành cái thói quen. Và khi trở thành cái thói quen như vậy đó, nên thường thường quý vị thấy thường cận y duyên nó cũng là những cái thói quen của ác pháp, nó cũng có thói quen của thiện pháp. Bởi vậy mình làm cái gì nó cũng trở thành cái thói quen. Bởi thường thường quý vị biết rằng một cái người mà họ sân thì nó cũng quen, một ngày chút rồi từ từ nó cũng quen. Thường thường thì quý thấy ác pháp hay thiện pháp nó giống như người tập thể dục vậy đó, mình tập riết từ từ mình nâng được vật nặng. Nhưng mà nếu một người mà lười biếng đó thì từ từ đó là không có nâng được cái vật gì hết, thì nó cũng vậy. Theo cái chiều hướng có tiến bộ đó thì làm cho thiện pháp nó tăng trưởng. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật kề cũng dạy thọ nào sanh thiện nên gần đó. Những cái cảm giác nào mà mình sanh được cái thiện pháp đó, thì nên gần. Nhưng mà những cái cảm thọ nào mình ở với một người nào đó mà mình thấy những cái tâm mình đó, nó phẫn nộ, mình thấy cái trái ý nghịch lòng đó,
và cái xu hướng cái tâm mình nó sôi động lên và nó không có lắng dịu được á, thì mình nên bỏ chỗ đó đi. Thì Đức Phật cái ngày cũng dạy rằng á, một cái tâm sân đó thì nó cũng tăng trưởng theo thời gian. Thường thường quý vị thấy rằng cái cây nó cũng lớn theo thời gian, rồi cái tâm của chúng ta đó, những cái ác tâm nó cũng tăng trưởng theo thời gian, rồi những cái bệnh chúng ta uống thuốc nó cũng tăng trưởng theo cái chiều hướng thuốc nó tăng trưởng. Nếu mình cứ để bệnh nó hoài á, thì uống càng ngày càng phải nặng đô lên. Thì cũng như vậy, cái tâm sân đó, nó nhiều khi á, mình chưa từng chửi ai, nhưng mà khi chửi được rồi đó, mình sẽ dùng những cái lời chửi thô bỉ hơn nữa. Nên thường thường quý vị thấy, nếu mình chửi những cái câu đó, mình thấy nó cũng thường, mình dùng cái câu nào nó cay nghiệt hơn nữa. Thành ra những cái người mà họ sân đó, nó cũng trở thành cái thói quen, và những cái cách hành xử của họ đó càng ngày nó càng nung nấu thêm nhiều hơn nữa. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngày đã trả lời cho Bà La Môn này là ai mà muốn ngủ ngon đó, thì đừng có sân hận. Mà hễ mà diệt được sân hận đó, thì có nghĩa là cái xác được cái phẫn nộ đó, không có sầu. Tại vì thường thường một cái người sầu đó là cái thân nó héo xào đó, thì do cái tâm, bởi vì do cái tâm sân nó nung nấu, nó nung nấu cái sắc pháp này. Bởi thường thường chúng ta biết cái tâm bất thiện đó, nó nung nấu cái thầy. Nên khi một cái người mà họ chúng ta thấy những cái người mà họ bị những cái chứng bệnh đó, nó có những cái chứng bệnh mà lâu ngày nhiều tháng cái bệnh nó tăng trưởng lên do cái tâm sân đó. Còn thường thường chúng ta thấy rằng nếu mà cái tâm từ của mình có nhiều đó, nó cũng là cái phương pháp làm cho cái sắc pháp của mình, hay là cho mình giảm thiểu những cái chứng bệnh. Nếu mà mình có cái từ tâm nhiều đó, bởi thường thường quý vị thấy rằng cái thiện tâm nó sẽ tạo ra cái sắc nghiệp tốt, còn cái bất thiện tâm đó như tâm sân đó, nó sẽ tạo sắc nghiệp đó, nó không tốt. Nên thường thường một người mà mình lâu lâu mình gặp họ đó, mình thấy cái sắc diện họ tốt đó là họ gặp những cái điều kiện hoàn cảnh và họ có cái công phu tu tập tốt. Còn thường thường quý vị thấy rằng nếu mà mình gặp những người đó mà cái sắc pháp họ biến diệt đó, mình thấy nó có cái sự biến hoại trên cơ thể đó, thì chính là do họ bị buồn bực một cái chuyện gì đó. Cái buồn bực đó nó cứ lặp lại hoài ở trong ngày của họ, hết ngày này qua ngày kia, hết tháng này qua tháng nọ, thành đó họ tiều tụy từ từ như vậy, cho đến khi nào đó họ phát sinh một cái chứng bệnh do cái tâm sân nó mang lại. Nên thường thường quý vị thấy những cái người họ tư vấn đó, họ cũng mà hỏi mình cách ăn ở, rồi cái cách sinh hoạt, rồi cách gần gũi, rồi cái tâm lý của mình như thế nào, cái trạng thái tâm của mình như thế nào. Bởi vì thường thường quý vị biết là mình phẫn nộ nhiều như vậy đó, thì mình sẽ nung đốt cái sắc pháp này, và cái bị nung nấu bởi vì cái tâm bất thiện mà, cái tâm bất thiện thì nó là bệnh hoạn quý vị. Nên thường quý vị thấy định nghĩa thiện là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả khổ. Nên khi một cái người mà có cái bất thiện đó, thì chính là cái tâm của họ là bệnh hoạn, bởi vì cái bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Khi mà Đức Phật ngài dùng nói về những cái ác pháp này, thì ngài nói đây là chứng bệnh bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Và ngài cho chúng ta biết rằng một người đó có thể thân một năm, hai năm không bệnh, nhưng mà ta tuyên bố rằng người ở đời không biết tu tập đó, tâm đó, nó là một cái bệnh trầm khác. Bởi vì họ gặp tham sân thuận nghịch như vậy đó, thì họ phản ứng cái tâm thuận nghịch như vậy đó, nên họ rất là khó để giữ được cái thân, cái tâm không bệnh một thời gian ngắn, họ cũng rất là khó. Bởi vì cái tâm mà không bệnh đó, là họ phải biết điều phục cái tâm của mình đó, thì cái tâm không bệnh đó, thì mang lại cái sự an lạc lợi ích. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngày mới nói cái là mà cái người mà không có sân hận đó là người đó ngủ ngon. Bởi thường thường chúng ta thấy một cái người sân hận đó, thì họ nằm đó, cái tâm sân nó cứ trào trong lòng họ, tìm đủ cách, suy nghĩ đủ điều hết đó, để họ làm cho cái người kia đau khổ hơn nữa. Cũng như chúng tôi kể câu chuyện là anh thanh niên đó, ảnh nằm trùm đầu
chân lứng lắm bùng. Ông trưởng giả này có cái lời nói như vậy, ông anh ta sân hận và ông anh ta tìm cách để đốt ruộng. Quý vị biết rằng tìm cách đốt ruộng thì phải tìm đủ cách để mà đốt được ruộng, rồi đốt ruộng như vậy cũng chưa thấy vừa lòng mình, rồi chặt chân những cái chân bò chân trâu, đốt ruộng 7 lần như vậy, chặt chân trâu bò 7 lần như vậy. Và cuối cùng thì hỏi anh ta tìm cách thân cận những người ăn kẻ ở của ông trưởng giả, và hỏi ông trưởng giả thích cái gì. Nói ông trưởng giả thích cái hương thất của Đức Phật, thì anh ta tìm cách đốt cái hương thất đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mà họ ngủ ngon đó, bởi vì thường thường cái người mà nhiều khi mình nói cái người giống như ông cọp vậy, giận ai nằm ngủ rất dễ quên. Thật sự nói thì nói như vậy, nhưng mà thường thường những cái người họ giận ai đó mà được như vậy đó, thì mình nói giống như là Đức Phật này nói giống như là cái người đó sân nhẹ nhàng giống như nước vậy đó. Đụng chuyện thì khó chịu chút xíu, nhưng mà vừa qua rồi là thôi. Đó là cũng phải nói rằng cái người đó không có nặng cái tánh sân, không có nặng tánh sân. Và những người đó họ có cái thiện pháp nhiều, nên nhiều khi họ gặp những cái chuyện trái ý nghịch lòng thì họ bỏ qua rất là dễ. Còn một cái người mà khi mà họ không có tu tập đó, họ gặp những cái chuyện mà gây cấn với họ chút xíu đó, thì cái tâm sân họ nó nung nấu từ ngày này qua ngày kia, và họ tìm đủ cách để họ hại những người mà họ không vừa lòng đó. Nên khi mà chúng ta thấy rằng một cái người họ phẫn nộ đó, không ngủ ngon, và một cái người mà sát trừ được phẫn nộ đó là ngủ ngon, mà sát phẫn nộ thì không có sầu, mà cái nghĩa là cái thân hay cái tâm nó không có sầu buồn. Rồi bởi vì cái sân hận đó thì cái ngọn thì nó ngọt, nhưng mà cái gốc nó hại. Ý của một Đức Phật này nói ở đây đó, một cái người mà khi mà họ sân hận lên đó, cái tâm sân đó, họ có thể mắng chửi một người, họ có thể bị một người thì họ cảm thấy vui như vậy đó, nhưng mà bên sau đó họ bao nhiêu cái sự lo toan. Nên khi người ta nói rằng chưa đánh được người mặt xanh mày tía, mà đánh được người rồi hồn vía lên mây, có nghĩa là đánh được người rồi hay là đập phá đốt xe của người ta rồi thì lại sợ pháp luật, sợ tù tội, sợ phải đền bù. Khi mà sân hận lên rồi đó, mình đốt như vậy, nhưng mà mình nghĩ lại đó, nghĩa là pháp luật sẽ bắt bớ mình sẽ bị tù đài, mình phải bị đền bồi những cái thiệt hại. Nên chúng ta thấy có nhiều người họ giận hờn ai đó, họ đốt cháy nhà lan, cháy từ căn này qua căn kia, thì thật sự đó thì họ chỉ có cuối cùng đó, họ những cái người đó họ chỉ sống đau khổ hết cuộc đời của mình ở trong cái sự tù tội mà thôi. Chính vì điểm đó đó nên Đức Phật ngày mới trả lời cho bà lão môn này, sát phẫn nộ là ngủ ngon, mà sát phẫn nộ đó là không có sầu muộn. Bởi vì thường thường cái sự sầu muộn của chúng ta đó là mình làm khổ người ta, chính làm khổ người ta bằng những cái ngôn ngữ. Nên thường thường quý vị thấy trong cái bốn cái khẩu ác đó, nó có gì? Nó có những cái lời nói ác, ngoài những cái lời nói chia rẽ hoặc là nói dối thì còn nói ác nữa, là những cái lời nói mà hung tàn bạo ngược, những cái lời nói mà mắng chửi, những cái lời nói mà kêu vọng họ ra, rồi chửi rủa họ, mặt sát á. Như vậy chính cái phẫn nộ đó làm cho cái khẩu biểu tri á, là làm cho người đó mắng chửi, và chính cái thân biểu tri đó là cái hành động mà như là dao mát, cái hành động mà xung đột lẫn nhau. Và chúng ta thấy như dòng nội ngoại của ngài khi mà tranh giành chẳng qua nước thôi, do hạn hán mang lại mà nước thiếu cho mùa màng, những cái sự mất mát chút đỉnh đó, nhưng mà lời qua tiếng lại, bên này qua anh kia, rồi từ cái giai cấp nhỏ đến những cái người gia tộc lớn, rồi những người trong gia cấp lớn, rồi cuối cùng hai bên dàn binh dùng khí giới chuẩn bị để sát hại lẫn nhau. Và cái duyên lành là Đức Phật ngài đã xuất hiện và ngài đã giảng dạy về cái sự lợi ích, và ngài kể rất là nhiều những cái câu chuyện của gì. Cái câu chuyện mà ngài kể lại là ngài kể về một cái thất tượng, một cái thất tượng đó mà chọc giận con chim cúc thôi. Tại vì con tượng đó thì nó đi qua cái ổ chim cúc đó,
Thì thay vì với cái từ tâm thì nó không phá, nhưng mà nó không có từ tâm nó phá cái ổ. Và cái con thúc đó cũng yêu cầu con voi nó tránh né cái bước chân, nhưng mà con voi nó lại tự cao tự đại. Và cuối cùng đó thì quý vị thấy con chim cúc đó đi nhờ một cái con, một con chim mà mổ mắt con voi đó, và nhờ con ếch đó lên trên đồi đó kêu. Và con voi lúc mà nó mù đó thì nó nghe cái tiếng ếch đó, thì nó cứ nghĩ là nước chỗ ếch tại chỗ thấp có nước, nhưng mà cuối cùng không phải, nó trèo lên cao và cuối cùng nó té nó chết. Thì Đức Phật kể lại cái câu chuyện là mình đừng có nghĩ rằng á, mình như là con voi, giống như người đời có uy quyền thế lực, nghĩ rằng mình có thể những người tầm thường đó không có hại được mình. Không phải như vậy đâu quý vị. Đức Phật kể lại cái thất tượng dưới con chim cúc á, thì Ngài cho biết rằng nó là cái sự phẫn nộ lẫn nhau, và tìm cách để mà triệt tiêu con voi đó, làm cho con voi nó chết đi. Và Ngài kể rất là nhiều những cái câu chuyện về những cái người có phẫn nộ. Và trừ khi những người nào mà trừ diệt được phẫn nộ đó, thì người đó mới được làm vua chúa. Bởi vì thường thường quý vị thấy trong thập dương pháp cũng có nói về một đế vương đó, một vị minh quân đó, thì phải hạn chế được cái sự phẫn nộ. Cái nghĩa là chịu đựng được những cái lời nói. Chúng ta thấy như là Đức Phật nói về Thiên Chủ Đế Thích vậy đó, bị Atula Vương mắng chửi mặt lị như vậy, nhưng mà chúng chư thiên thì khó chịu. Nhưng mà hỏi Thiên Chủ Đế Thích thì Thiên Chủ Đế Thích vẫn bình thường. Và Thiên Chủ Đế Thích nói lên cái ý nghĩa là những cái người mà phẫn nộ đó, thì những cái người đó là họ đã là những cái người không nên chấp nhất họ. Không nên chấp nhất họ. Họ phẫn nộ chửi rủa mình đó, thì mình cứ làm thinh như vậy thôi, vì họ là những người mà bị mình bắt nhốt, là họ chửi rủa như vậy thôi. Thường thường như vậy, nói như vậy thì chúng ta biết rằng bà Thiên Chủ Đế Thích nói rằng một cái vị mà làm Thiên Chủ Đế Thích cũng chế ngự được cái sự phẫn nộ mà làm Thiên Chủ Đế Thích được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà như là chúng ta thấy trong Trung Bộ Kinh cũng có bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy những cái vị tỳ khưu đó. Ngày ví dụ như cây cưa đó, ví dụ như cái cưa, có nghĩa là ai mà lấy cái cưa mà cưa tay cưa chân mình, nhưng mà mình phải chế ngự cái phẫn nộ, tại vì mình sân hận lên, nếu mà lúc bây giờ mình chết đó, mình sẽ sanh làm A-tu-la. Bởi vì chúng ta thấy hai tâm sân, rồi tám tâm tham và tâm si, là những cái tâm mà nó sẽ cho ra cái tâm tục sinh, là cái tâm thầm tận để sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la. Và chúng ta biết rằng một cái người sanh làm A-tu-la đó nặng về tâm sân. Một cái người mà tham nặng đó, thì sanh làm súc sanh. Bỏng sẻn nặng thì sanh làm ngã quỷ. Rồi nặng tà kiến sanh vào địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ có một cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn, thọ xả quả bất thiện thôi. Nhưng mà tái sanh vào địa ngục khác, ngã quỷ khác, A-tu-la khác, súc sanh khác. Nhưng mà tại vì do cái chủng tử tư đó, đó là nặng về cái tham sân si, nghĩa là những cái ác pháp này đó, nên cuối cùng khi mà cái tâm tục sinh, tâm tầm tấn đó, thì nó lại bắt lại những cái cảnh bất thiện đó và cho người đó rơi vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh và A-tu-la. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy một cái người mà sân hận với một người khác đó, chỉ làm hại mình thôi. Bởi vì Đức Phật nói rằng mình đánh bài mà thua canh bài đó, mất hết tài sản, còn đỡ hơn là mình để cái sự phẫn nộ mà nó tạo cái sự quan trái quán thù. Bởi thường thường quý vị thấy một cái người họ phẫn nộ lên, họ giết hại một người khác, giết hại cha, giết hại mẹ, thì khi mà họ mà làm như vậy đó, thì họ phải rơi vào địa ngục hàng trăm hàng ngàn kiếp, và họ sanh lại nhiều kiếp, họ phải chịu sự khổ đau do cái ác nghiệp mà họ làm đó. Họ phải chịu những cái hiện báo nghiệp, rồi cái sanh báo nghiệp, rồi những cái hậu báo nghiệp về sau. Nên những cái hành động mà chúng ta thấy một cái người mà họ đã đối xử với cha mẹ, họ muốn hủy hoại cha mẹ như vậy đó, thì họ phải chịu cái hậu quả rất kinh khủng. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói trong kinh Trung Bộ thì Ngài nói nếu mà có ai đó lấy dao, lấy cưa, thì cưa tay cưa chân mình, thì mình cũng phải chế ngự
Và Ngài nói như là nữ gia chủ Quê Đê Hí Cả đó, một cái người nữ gia chủ mà làng trên xóm dưới gì ai cũng nói là đức hạnh, nhưng mà nữ tỳ ca ly đấy, thử nữ gia chủ, tại vì nữ gia chủ này đó, có cái nữ tỳ ca ly đó là chu toàn quá đi, ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ dọn dẹp, thì cô tỳ nữ ca ly này đó cổ chu đáo quá đi, không có cái gì mà gọi là phiền lòng, không có gì không vừa lòng. Nhưng mà cũng thử, cũng thử thì thử coi nữ gia chủ Quê Đê Hí Cả có phải là tốt đẹp như là làng trên sấm dưới đồn nữ gia chủ có đức hạnh hay không. Thì cô thử nghĩa là cô ngày đầu đó cô không có bệnh gì hết, nhưng mà cô nằm trong giường cô không có dọn dẹp gì hết. Này nữ gia chủ Quê Đê Hí Cả đến hỏi, này nữ tỳ ca ly, em bị bệnh hả? Thì nữ tỳ ca ly nói rằng, thưa nữ chủ, em có bệnh gì hết á. Thì trả lời hôm đầu thì cô còn nhẫn nại được, hôm thứ hai cô nhẫn nại được, hôm thứ ba cô nữ tỳ ca ly trả lời với nữ gia chủ Quê Đê Hí Cả là, thưa chủ, em có bệnh gì hết á, nhưng mà em nằm đây thôi. Thì nữ gia chủ Quê Đê Hí Cả tức quá đó, lấy cái cây gài cửa đó, chúng ta biết thường thường cái cửa cây nó làm cái cây để chặn cái cửa đó, lấy cái cây đó nện cho nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá đó, nện cho nữ tỳ ca ly bị bể đầu. Nữ tỳ ca ly mới đi ra sớm, nó nói rằng ai cũng nói nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá hiền thục cái gì, bây giờ quýnh tôi bể vậy. Thì quý vị thấy rằng cái cô nữ tỳ ca ly này chỉ thử có 3 ngày thôi, nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá đã tam bành lục tặc nổi lên, đã giác cái cây để quýnh vào cái đầu của cô nữ tỳ ca ly như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói rằng trong cái câu chuyện của Kinh Trung Bộ, Ngài nói về cái câu chuyện nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá với nữ tỳ ca ly đó, Ngài khuyên cho tăng tu tập là phải kiên trì hành trì. Bởi vậy trong cái bài giáo giới Khanh Ti Bát Măng Tát Tích Tích Khăn, sa môn là cái hạnh nhẫn nại là cái hạnh tối thượng. Bởi vậy một cái vị mà nhẫn nại được đó, gần như là thành tựu được cái phạm hạnh của đời sống sa môn. Trong cái bài Kinh Giáo Giới tóm tắt của chư Phật ba đời đó, thì cho chúng ta biết rằng mình chế ngự được cái phẫn nộ đó là cái đời sống phạm hạnh đã được thành tựu. Nên đó, không, bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta học ở trong A Tỳ Đàm đó, giảm được dục ái và sân đó, dạ con cũng thỉnh thường tọa pháp đăng trở lại đạo tràng chung không còn nghe được âm thanh của sư, dạ con kính trường để được chỉnh. Hello, chúng tôi cũng thấy cái tín hiệu của cái đường nét nó bị gián đoạn, mà cứ thấy nó cứ đứng vậy hoài, nên chúng tôi cũng tiếp tục giảng, không biết là mình bị té. Như vậy chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Trung Bộ mà Đức Phật Ngài nói về nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá với nữ tỳ ca ly đó, và Ngài cũng nói dạy chư tăng đó hãy tham nhẫn, hãy chịu đựng đó, và Ngài thí dụ đó cũng nghĩa là giống như một cái người mà người ta lấy cái tay cái cưa, mà người ta cưa tay cưa chân của mình mà mình nhẫn nại được. Thì chúng ta thấy cũng như là câu chuyện của đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi đó, mà bị vua hành hạ đó. Đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi này đó, bằng cái cách là đánh mình mẩy nát máu me như vậy. Nhưng mà đạo sĩ Khanh Tý Qua Đi cũng có nói với Đức Vua là đại dương đừng nghĩ rằng cái sự nhẫn nại của tôi nó nằm ngoài da. Ông vua này ổng nghe như vậy nhưng mà ổng lại càng sân hận nữa. Càng sân hận là ổng nghĩa là ổng chặt tay chặt chân, rồi ổng cắt tay lẻ mũi. Ổng làm
đủ cách như vậy đó, rồi ổng bỏ ông đi, rồi ổng chặt tay chặt chân vì đạo sĩ hành tiểu mà đi. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà họ sân hận đó, chẳng qua đạo sĩ canh tí qua đi đó, ông ngồi ở trong cái khu vườn đó, đó. Và những cái người tỳ nữ thấy vua ngủ rồi đi tới gặp đạo sĩ, và đạo sĩ dạy đạo đức thôi. À, và ông vua ông tỉnh dậy đó, không thấy những cái người tỳ nữ, ông đi, ông cầm gươm đi, ông thấy những người này đanh quay xung quanh đạo sĩ canh tí qua đi, và ông hỏi đạo sĩ canh tí hành cái gì. À, đạo sĩ khanh tỷ qua đi á, thì nói rằng hành cái nhẫn nại, mà ổng đánh đập rồi ổng chặt tay chặt chân, rồi ổng cắt tay lẻ mũi, cắt cái lỗ tai, chặt cái lỗ mũi như vậy. Rồi ổng đạp lên ngực đạo sĩ khanh tỷ qua đi, ổng làm như vậy. Nhưng mà cái sự phẫn nộ đó, đó cho chúng ta thấy rằng một khi mà người phẫn nộ đó, cái người mà cái tánh phẫn nộ nó quen rồi đó. Khi mà mình, cái người mà khi mà họ ít sân á, mà họ lỡ họ sân đó, họ hành ai một chút xíu thì họ thấy đây đức. Nhưng mà những người mà họ cái sự phẫn nộ, cái tánh phẫn nộ của họ mạnh á, cường độ đó, nhiều khi họ hành hạ người ta, đánh đập người ta, chặt tay chặt chân, đánh nát da nát thịt như vậy, nhưng mà cuối cùng chặt tay chặt chân rồi xẻo mũi, cắt lỗ tai. Chúng ta nghe những chuyện đó chúng ta nghĩ là trên đời này không có, không ai làm như vậy, nhưng mà thật sự nó vẫn có những người họ sân hận nhiều đó. À, bởi vì Đức Phật này là cái sự sân hận của chúng ta đó. À, một cái người mà tu tập đó không có phản nộ, không có phản tỉnh được cái tâm sân của mình đó, lâu ngày nhiều tháng nó nung nấu và nó sẽ mang lại cái tác hại đó, kinh khủng cho mình. Chính vì như vậy nên Đức Phật gọi là bậc thánh đó, tán thán cái sự sát hại. À, bởi vì sát hại cái phẫn nộ đó chỉ là vị thánh A Na Hàm mới thật sự là diệt được hết. À, còn vị thánh tu đồ quần đó, thì cái sự phẫn nộ nó chưa hết, chưa hết, nhưng mà nó do cái thánh đạo đó nên những cái vị này không có vi phạm năm giới, nghĩa là không sạch sanh, không trộm cắp, không đại dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì chúng ta hiểu rằng nó không giống như người thường. Cái người thường khi sân hận lên họ làm những cái việc mà rất là kinh khủng, nhưng mà đã là bậc thánh rồi đó, thì có còn cái sự phẫn nộ đi, như cái phẫn nộ đó đó, nó không có còn tác hại gì hết, nó không có tác hại gì, nhưng mà cái phiền não chưa sạch trừ thôi. À, chứ còn cái phẫn nộ đó nó cũng giống như là một cái sự thương tích cho những cái chứng bệnh đó, nó chỉ là những cái bị Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát thường tọa pháp đăng tạ rất mít rồi ạ. Dạ, năm dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh như pháp không? Dạ, cảm con tri ân sư. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. À, thưa quý vị, có lẽ là thì tổ pháp đang gặp chút trục trặc kỹ thuật về đường do đường truyền, trong khi chờ đợi thì tổ pháp đang trở vào thì chúng tôi xin được tiếp lời. Ở đây chúng ta thấy mặc dù là dựa trên câu hỏi hay là kệ ngôn của Bà La Môn Phra-đa-cha, tuy nhiên Đức Phật ngài qua câu trả lời cũng có một cái gợi ý quan trọng cho chúng ta, đó là trong những cái phiền não đó thì sự phẫn nộ, hay là nói theo ngôn ngữ thường chúng ta gọi là nổi nóng, hay là bừng nộ khí, thì ngay lúc đó nếu một người mà có tu, có hiểu Phật pháp, thì thưa quý vị,
chỉ có một cách làm duy nhất là dập nó ngay lập tức. Không phải là lúc mình nổi giận mình diệt người khác, mà phải diệt cái phẫn nộ chính. Cái phẫn nộ chúng ta nên hiểu giống như là mình làm việc ở trong nhà mà có cái gì nó bừng cháy lên, khi nó bị nấu ăn hay gì cháy trong bếp, thì bằng mọi cách lấy khăn hay là lấy cái gì đó dập tắt ngay lập tức. Cái chuyện mình dập tắt lửa đó, nó đang cháy, nó quan trọng hơn những chuyện khác. Nếu mà chúng ta cứ lo suy nghĩ và nghĩ rằng mình phải nghĩ tới nghĩ lui, thì thưa quý vị, mình không có khả năng kềm cơn phẫn nộ đâu. Cơn phẫn nộ đó, nó rất là dễ sợ và nó rất là khó khăn lắm. Do vậy, riêng đối với người tu tập thì chúng ta phải lập tâm là sự phẫn nộ rất đáng sợ. Lúc mà mình nổi nóng lên, đôi khi mình có nói những lời, mình có thể làm những lời mà sau đó là ân hận cả đời hay là mang nghiệp kiếp sau. Có rất nhiều người bị trường hợp như vậy, nổi nóng vì một cái chuyện rất ư là vô cớ. Nên cho dù là có cái lý do mà chúng ta gọi là chánh đáng để giận, hay lý do trong không chánh đáng, thì lúc đó chúng ta phải kèm lại. Nói một cách khác á, là chúng ta nhớ ngày xưa lúc mà mới vào chùa ở với sư trưởng có hay nhắc cái câu danh ngôn là khi bạn nổi nóng thì tốt hơn hết hãy im lặng, bởi vì có ai mà nên dương buồm ở trong cơn giông bão đâu. Chúng ta gặp cơn giông bão mình căng buồm ra thì chỉ nước mình lật thôi. Thì đối với chúng ta, cái sợ khi mà chúng ta giận không phải là mình thua người khác. Cái sợ trong lúc mình giận không phải là mình thiệt thòi, mà cái sợ trong cơn giận là mình nên để ý rằng nếu mà mình không có dập nó liền, không có khả năng tự chủ, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một cái hoàn cảnh là làm những việc mà sau này mình phải ân hận cả đời. Thật ra thưa quý vị, chúng ta ít bao giờ mà chuẩn bị cho việc này lắm. Rất ít khi chúng ta chuẩn bị. Và rõ ràng là trong câu chuyện đó, quý vị thấy Bà La Môn Phá-rô-giá biết vợ mình, và biết vợ mình là một lòng tỉnh tính đối với Phật Pháp Tăng, mà biết vợ mình khi gặp một cái sự việc gì mà bất ngờ á, thì thay vì hốt hoảng đều niệm lên là Nam Mô Tát Sa Phật Quá Tô A Tô Sam Ma Sam Phú Tát Sa, là một câu lễ Phật mà tất cả chúng ta thường làm. Thế nhưng thưa quý vị, khi Bà La Môn Phá-rô-giá tổ chức một cái buổi tiệc lớn, mời ở trong kinh thì đó là 500, nhưng mà chúng ta hiểu là hàng trăm vị Bà La Môn đến, thì thưa quý vị, người Bà La Môn đó rất là tự hào, rất là tự thị về cái đạo giáo của họ, bởi vì họ có cái chỗ đứng rất là cao trọng trong xã hội, và họ không chấp nhận tôn giáo khác. Ngay khi Đức Phật ra đời đó, thì chính đạo Bà La Môn là cái những người Bà La Môn, những người kinh giống Đức Phật rất là nhiều. Khi mà bất ngờ vị này nghe người vợ của chủ nhà đó vấp phải phần cúc củi mà nói lên lời đảnh lễ Phật đó, thì những vị này nổi giận lên và họ đã bỏ đi về, làm cho Bà La Môn Phá-rô-giá rất là bẽ mặt. Cứ tưởng tượng là mình tổ chức một cái buổi tiệc lớn mà mọi người bỏ mẹ mà ra về như vậy, thì bao nhiêu cơn giận trút lên đầu của nữ Bà La Môn Thanh-an-cha-ni. Bao nhiêu cơn giận trút lên đầu. Và vì người chồng đã dùng một cái chữ mà thường thường chỉ nói với kẻ ăn người ở, nói với những người giai cấp thấp là ngày này cả hạ điện kia, này cái hạ cấp kia, ngươi đã nói một cái chuyện như vậy rồi, ta sẽ đến nói với thầy của ngươi đó, là ta sẽ phủ bác những cái lời dạy của thầy ngươi, tức là nộn khí xung tiên. Nhưng mà thưa quý vị, cái vị Bà La Môn Phá-rô-giá này đó, thật ra vị này lại có một cái túc duyên rất lớn, và gặp ngay chính Đức Phật. Và Đức Phật hiểu rằng cái tâm tư của vị này đang là tâm tư của một người đang nổi nóng. Do đó đặc biệt khi mà hỏi rằng sát hại cái gì mà ngủ ngon, sát hại cái gì mà không có sầu muộn, thì Đức Phật Ngài trả lời ngay đúng cái tâm trạng của vị Bà La Môn này.
Và chúng ta thấy vị đề bà la môn này không phải là ngu dần, mà còn quy y nương tựa tam bảo, không phải nương tựa tam bảo mà còn xuất gia và bước qua một cái cuộc quanh mới cuộc đời. Chúng ta gọi đó là một cái kỳ tích, một cái nhân duyên chuyển hóa rất là lớn trong cuộc sống. Nên chúng tôi rất là mong rằng khi chúng ta đọc câu chuyện này đó, chúng ta cảm kích cái cách sống của bà la môn Phanantchani. Nếu trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày mà trong những phút giây mà giận dữ, nổi nóng, bất bình mà chúng ta nhớ đến lời dạy này của Đức Phật thì hạnh phúc. Và nếu chúng ta thường tu tập như bà la môn, nữ bà la môn Phanantchani đó, là thay vì lúc gặp chuyện bất ngờ thì bấn loạn thì lại nhớ đến chuyện đảnh lễ Phật, đó cũng là một cái tập tính rất là lợi lạc. Thưa quý vị, chúng tôi đang tiếp lời của Thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ không biết Thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy chưa? Và nếu Thượng tọa Pháp Đăng đã trở lại, xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng tiếp tục cho pháp thoại hôm nay. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trở lại với pháp thoại hôm nay. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu nha. Chúng tôi sẽ trở lại với điều học với kính chào Thượng tọa Tuyên Nguyên. Dạ, dạ vậy, quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Dạ, kính mong đầu tràng hoan hỷ chờ Hòa Thượng nhắc đẳng trong giây lát ạ. Xin tiếp lời trong lúc Hòa Thượng Giác Đẳng vắng mặt. Khi nào Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại, xin quý vị cho chúng tôi biết. Hôm nay là ngày thuyết pháp, cái ngày giảng của Thượng tọa Hợp Đồng. Rất là quan hệ để có Thượng tọa Tuyên Nguyên, Thượng tọa Pháp Tân đều có mặt. Chúng tôi chia sẻ chút xíu rồi với xin thỉnh với Ngài giúp dùm cho cái phần thảo luận do Hòa Thượng Nhất Đẳng điều họp. Chúng tôi còn nhiều công việc khác phải làm, và hơn nữa giữ sức khỏe một chút. Kính thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong cái bài kinh này đó, thì cái nữ bà la môn Thất Anh chết đi khi mà bị đi vấp té, vấp ngã, đều đọc lên cái câu Nam Mô Tát Sát Tát Qua Tô A Ra Tô Sa Ma Súng Bất Thật Sát. Thực ra thì thưa quý vị, ở trong chú giải thích là vì khi mà một người mà bị vấp té, vấp ngã đó, nếu như mà họ có hốt hoảng mà họ thốt lên thì họ thốt chỉ một câu ngắn thôi. Họ câu ngắn cũng đủ rồi, chứ đọc ba lần mà đọc cái câu dài như vậy đó thì
Người Phật tử chúng ta đừng bắt chước cái câu này, mà chúng ta bắt chước cái câu trong chú giải đó. Chú giải của bài kinh này nha, chú giải của bài kinh này là ở trong bài kinh này nè, chỉ là Namu Buddhasa hay chúng ta nói Namu Buddhaya cũng có nghĩa là kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Phật. Câu nó ngắn hơn Namu Buddhaya. A giá xá gì cũng được cả, Buddhaya Buddhasa gì cũng được hết. Cho nên chúng ta hãy sống như Bà Nữ Bà La Môn Thanh An Chánh Đi vậy, tức là dầu cho cái chuyện hốt hoảng hay cái gì, giật mình hay cái gì, thì cũng nhớ thành thường cận y duyên, là chúng ta nhớ đến Đức Phật liền. Cái đó hay lắm thưa quý vị. Nhưng mà thật ra chúng ta cũng không có so bì được, là vì Nữ Bà La Môn Thanh An Chánh Đi là một cái vị tu đồ quờ, một cận sự nữ, một thánh thánh cư sĩ tu đồ quờ. Cho nên cái niềm tin đối Đức Phật thì đương nhiên là kiên cố, niềm tin Tam Bảo là kiên cố bất động. Nhưng mà cái gì chúng ta cũng tập được, chúng ta có thói quen được. Thí dụ như lúc ban đầu chúng ta tập, chúng ta suy nghĩ gặp những cái chuyện trái ý nghịch lòng mà người khác gây ra cho mình, mà nếu mà chúng ta muốn có cái tâm hành xả được đó, thì chúng ta cứ có theo thói quen suy nghĩ Sape Sata Kamasaka, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, tức là mình cũng có nghiệp riêng của mình, họ cũng có nghiệp riêng của họ, vậy đó. Chúng ta cứ nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, Sape Sata Kamasaka, chúng ta cứ nhớ vậy đi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái trạng thái quân bình. Bất cứ cái cách tu tập nào khác đó, chúng ta cũng đều phải có cái sự suy nghĩ như thế, gọi là khéo tác ý. Thì như vậy cái cách chúng ta tu tập nó cũng hay lắm thưa quý vị. Một trong những cái cách chúng ta tu tập để chúng ta làm cho tâm thiện dễ sinh khởi đó là chúng ta phải có một cái sự khéo ý, gọi là Yoniso Manasikara. Chúng ta suy nghĩ một cách nào để mà khởi lên cái tâm thiện được thì chúng ta suy nghĩ cách đó. Cho nên ở đây đó, điều mà chúng ta muốn gợi ý cho các Phật tử chúng ta là chúng ta cũng sống như sống giữ cái niềm tin như là Nữ Bà La Môn Thanh An Chánh Ni. Nhưng mà thay vì Bà La Môn Thanh An Chánh Ni, Nữ Bà La Môn khi mà đi vấp chân, trong cái lúc mà giật mình đó, thì bà đọc cái câu Namo Tassa Thakvato Arahato Sammasambuddhassa, thì câu đó nó dài quá đi, cho nên chúng ta đọc còn câu ngắn gọn thôi. Lúc mà chúng ta giật mình Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, hoặc là Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, ba câu nào cũng được. Thì cái cách mà chúng ta làm như vậy cho nó gọn. Và cũng nói thêm với quý vị là người ta thường, nhất là Phật tử Việt Nam,
mà Phật tử Bất Tông hay là Phật tử Khất Sĩ, người ta hay chào nhau mô Phật. Cái chữ mô Phật đó thưa quý vị là họ nói giản lược trên Nam Mô Phật Đại Gia. Nam Mô Phật Đại Gia tức là Nam Mô của Thầy á, tiếng Bali gọi là Nam Mô của Thầy á. Nếu chúng ta đọc Bali quen, chúng ta đọc Nam Mô của Thầy á. Còn ở bên Trung Hoa họ phía âm cái câu này đó, Nam Mô của Thầy á, ta phía là Nam Mô Phật Đại Gia. Rồi qua tới Việt Nam chúng ta viết Nam Mô, ta đọc Mô Mô, Nam Mô Mô, lấy chữ Mô thôi. Chữ Phật Đà, Phật Đà Gia, người ta lấy chữ Phật thôi. Cũng như bây giờ chúng ta nói Đức Phật chứ không ai nói Đức Phật Đà hết á. Cho nên nói Phật được rồi. Thật ra chữ Nam Mô Bụt Thầy á, người ta đọc âm cho đủ Nam Mô Phật Đại Gia, nhưng mà cuối cùng thì người ta giản lược, người ta chỉ còn Mô Phật, Mô Phật. Nhưng mà không ai hiểu tiếng Mô Phật nó có nghĩa gì, ít ai hiểu lắm thưa quý vị. Nhất là Phật tử, Phật tử thường ở bên ngoài cứ gọi là Mô Phật, Mô Phật, nhưng mà họ biết cái tiếng Mô đó là cái gì. Mô Phật, Mô Pháp, Mô Tăng, tức là Nam Mô Phật Đại Gia, Nam Mô Bụt Thầy á, rồi Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, tức là Nam Mô Sằng Khai Gia. Tiếng Bali Nam Mô Bụt Thầy Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sằng Khai Gia. Nếu mà đọc âm thì dài quá thì quý vị Nam Mô Phật Đại Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia hay Nam Mô Tăng Già Gia thì quý vị cứ đọc Mô Phật, Mô Pháp, Mô Tăng cũng được. Nhưng mà làm sao đó sao như Pháp niệm Bụt Thầy Gia mà bị rầy vậy? Sao bị rầy? Bởi vì nếu mà cô để Bụt Thầy Gia thì nó không có nghĩa gì cho lắm, cho nên cô phải thêm cho đủ chữ Nam Mô Bụt Thầy Gia, thêm chữ Nam Mô tức là chữ kính lễ, Nam Mô kính lễ. Người ta gì trên niệm mà Bụt Thầy Gia không được. Thật ra chúng ta có nhiều cách niệm mà chúng tôi lại quên đó. Cái chúng ta niệm riết chúng ta đi, thí dụ như bây giờ chúng ta nói là chúng ta niệm Phật và chúng ta niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Cái chữ A-ra-hăng đó thưa quý vị, thật ra tất cả những vị nào đoạn trừ lậu hoặc dầu A-la-hán thinh văn cũng là A-ra-hăng nữa. Cho nên chúng ta nói A-ra-hăng, A-ra-hăng là chưa hẳn là chúng ta niệm ơn Đức Phật. Cho nên chúng ta phải niệm cho đủ Phakwa A-ra-hăng, Phakwa A-ra-hăng, Phakwa Sama Sambuddho. Cái chữ Itibiso Phakwa chúng ta bỏ chữ Itibiso cũng được, chúng ta xài chữ Phakwa. Phật quả A-ra-hăng, Phật quả Sama Sambuddho, chúng ta xa Phật quả A-ra-hăng được cả. Cho nên á, khi mà chúng ta cứ tập cho mình có thói quen Nam Mô Bụt Thầy Gia, Nam Mô Bụt Thầy Gia, ai rầy cũng được, miễn sao Đức Phật không rầy thôi. Đức Phật không rầy, Đức Pháp không rầy, và chư Thánh Tăng không rầy thôi. Còn các vị Phạm Tăng mà rầy thì không sao cả. Mình nghĩ là cái trường hợp này có khi mình đọc không đúng chỗ, mình không đúng chỗ, lúc mình nói chơi của mình Nam Mô Bụt Thầy Gia thì bị rầy là phải rồi, vâng vâng. Cái đó là chúng ta để ý, lúc đó chúng ta để ý chút xíu. Còn khi mà chúng ta đọc cách nghiêm túc, đọc đúng chỗ và đọc cách nghiêm túc,
đọc văn bằng cái lòng thành kính đàng hoàng nó mua thay á, để trong trường hợp đó làm sao bị rầy được. Cho nên chúng ta trước khi mà chúng ta bị rầy, chúng ta đừng có buồn, chúng ta nghĩ mình có phải là mình đọc Nam Mô Bổn Thầy Giá ở trong cái chỗ không đúng hay không. Cho nên ở đây đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cái trí tuệ nó đi đầu tiên, Yuniso Manisakara là khéo tác ý đi đầu tiên. Chúng ta làm đúng, chúng ta làm cái đó chúng ta nghĩ là làm đúng, nhưng mà chúng ta xem coi lúc mà chúng ta bị rầy đó là lý do tại sao. Quan sát, chúng ta phải biết quan sát. Thì như vậy chúng ta không có, chúng ta sẽ không có buồn thân, không có trách, không có trách phận, than thân trách phận, hay là chúng ta không có trách móc ai hết. Chắc có lẽ là bây giờ Hòa Thượng Gia Đẳng trở lại, xin cung thỉnh Hòa Thượng tiếp tục điều họp ngay phần thảo luận với chư tăng Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú rất tri ân Hòa Thượng Tề Siêu đã tiếp lời. Bất Hòa Thượng Tề Siêu để xin Hòa Thượng trả lời cho một cô thảo luận rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Bất Hòa Thượng Tề Siêu, trong những phiền não của chúng ta đó, thì phải nói rằng cái phẫn nộ hay là sự nổi nóng rất là khó để kiềm chế và rất là khó để ngăn ngừa. Ngăn ngừa là khó rồi, mà khi mà chúng ta đang nổ khí lên càng khó nữa. Thì Hòa Thượng đọc trong kinh điển có một cái phương cách nào được xem là tốt á, để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta ngăn ngừa hay là chúng ta giảm thiểu đi cái cơn nổi nắng nóng? Tại vì có nhiều người khi họ bất bình họ không tự chế được, khi họ bất bình là họ không có kềm được. Thì chúng ta có một cách nào gọi là thực tế để giảm thiểu cái sự tác hại của cơn bất bình không? Kính cung thỉnh Hòa Thượng quay trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, trong kinh Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất nhiều cái phương pháp để mà chúng ta kiềm chế cái sân tâm. Như là ở trong cái bài kinh Rahulavada, Giáo Giới Rahula Đại Kinh, thì Đức Phật Ngài dạy cho Tôn giả Rahula về các tu tập như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Cái đặc tính của đất á, là dầu cho người ta đổ lên trên đất vật thơm hay vật thối thì đất cũng không vì đó mà nó vui hay là nó buồn, thích thú hay là phẫn nộ. Phải tu tập cái đức tánh như đất. Nước cũng vậy, người ta dùng nước để rửa chân cũng có, mà rửa đít cũng có, mà người ta rửa mặt cũng có. Người ta giặt, giặt giũ áo quần sang trọng cũng có, mà họ giặt giũ đồ rẻ cũng có. Nhưng mà nước không vì gì đó mà nó buồn hay nó vui. Phải học theo cái đức tánh của nước, của lửa, quý vị. Đặc tính là cháy thôi. Cho nên dầu cho
người ta dùng lửa để người ta đốt cổ trầm hương, hoặc người ta lấy lửa người ta thờ, lửa không bị đốt mà vui mừng hoan hỷ, mà người ta dùng lửa để người ta đốt rác và quấy trược và ô uế, lửa cũng không bị đỡ mỏi buồn phiền. Gió quý vị, ở chỗ nào gió cũng thổi qua được, dầu cho đi ngang qua một bãi phóng quế hay là một bãi tha ma chất đầy tử thi hôi thối, một bãi phóng quế đầy phẫn, gió nó cũng thổi qua. Mà một cái khu vườn hoa xinh đẹp thơm tho, gió cũng đi qua, gió nó không có chê, không có khen cái chỗ nào hết, không có hoan hỷ, không có bất bình giữa chỗ nào hết. Là tu tập theo gió, theo hư không, thì ở chỗ nào cũng có hư không, cũng có không khí, thưa quý vị, chỗ nào cũng có không khí, chỗ sạch chỗ dơ chỗ nào cũng có không khí hết. Hãy tu tập theo đất nước lửa gió hư không vậy. Chúng ta tu tập riết nó quen đi, thì khi mà đã quen rồi thì cái nỗi khí của chúng ta nó cũng sẽ giảm thiểu, nó cũng sẽ giảm thiểu. Đó là một cách. Trong cái cách thứ hai đó là trong một bài kinh, một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ mà Đức Phật Ngài dạy các tỳ kheo, khi một người bị sân tâm chi phối, mình phải suy nghĩ một người bị sân tâm chi phối, họ sẽ lâm vào cái tình trạng mà kẻ thù của họ rất là thỏa mãn. Bởi vì kẻ thù bao giờ cũng muốn cho đối phương của mình khổ sở, làm cho đối phương của mình, muốn cho đối phương của mình đó ngủ không ăn vui, thức không ăn vui, làm cho đối phương của mình nó không có bè bạn, hay là bị tiêu tán tài sản, vân vân. Kẻ thù mong mỏi như vậy. Và hễ khi mà mình sân tâm sanh khởi, mình ngủ không an vui, thức không an vui, chiêm bao ác mộng, bạn bè xa lánh, loài người xa lánh, không có ai chơi với cái người sân tâm, rồi sẽ bị tiêu hao tài sản, lửa khí giới thuốc độc có thể xâm hại, vân vân. Chúng ta suy nghĩ đến những cái điều mà nó bất lợi khi mà tâm sân đã chiếm ngự một người. Chúng ta suy nghĩ điều bất lợi nó thường xuyên đó, thì chúng ta mới thấy sợ. Nếu mà mình ngủ không ăn vui, thức ăn vui, hay là bạn bè họ lánh xa mình, họ không có chơi thân với mình, mình phải xét lại là tại mình sống bằng cái tâm sân, cái tâm mình khôn môn quả vọ, cho nên mọi người không ai thích đó. Thế là nếu mà chúng ta có cái tâm sân chi phối, chúng ta sẽ bị cái tình trạng đó, thì kẻ là những điều mà kẻ thù của ta nó rất là thỏa mãn, nó rất là hài lòng. Bây giờ mình đừng để cho kẻ thù mình hài lòng, mình phải làm sao ngủ được an vui, thức an vui, hay là mình có nhiều bạn bè thân hữu vô vân. Tức là chúng ta phải sống một cách không có sân, không có sân tâm, sống bằng tâm từ. Thì chúng ta cứ tu tập theo cách đó, thì chúng ta cũng phòng ngừa và giảm thiểu được nộ khí của phẫn nộ, thưa quý vị. Còn nhiều cách nữa, như là chúng ta
thường xuyên quán vô thường, thường xuyên quán về khổ, khổ não, thường xuyên quán về cái pháp vô ngã. Ba cái đó là căn bản đấy thưa quý vị. Chúng ta tu tập cái dần dần đó, cái nội tâm của chúng ta cũng ít có khởi lên tham sân si nữa, ít khởi lên tham sân si. Không phải quán cuộc tam tướng mà chỉ ít khởi lên tâm sân rồi, mà ngay cả tâm tham tâm si cũng ít khởi lên. Đặc biệt như là cái quán tâm tướng, tùy quán vô thường anicca dukkhasanna, tùy quán khổ dukkha dukkhasanna, tùy quán vô ngã anatta dukkhasanna. Ba cái pháp môn tùy quán đó là căn bản mà chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ người đệ tử Phật chúng ta phải cố gắng, chúng ta thuần thục làm sao cái pháp tu căn bản đó. Còn những cái pháp mà nãy chúng tôi dẫn chứng hai bài kinh đó, thì những cái pháp đó là chúng ta rảnh thì chúng ta tu luyện thêm, rảnh thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta tu tập thêm cái đó để nó hỗ trợ. Nhưng mà căn bản, căn bản để mà chúng ta đấu trị với phiền não phải là tùy quán vô thường, tùy quán khổ, tùy quán vô ngã. Khi mà quý vị tùy quán khổ đó, quý vị sẽ thường xuyên cảm nhận được rằng luân hồi là đau khổ, có thân ngũ quẩn này là đau khổ. Phải hợp tác hay phải chung sống với người mà không hợp đó, thì mình đau khổ, vân vân. Chúng ta quán thấy sự khổ thường xuyên vậy, mai mốt chúng ta gặp cái chuyện gì mà người ta mắng giết, ta chửi rủa mình, tự nhiên mình nghĩ ồ, luân hồi khổ là như vậy, luân hồi khổ là như thế này. Một vị sa di, khi mà ông thầy buổi sáng sớm gọi thức vị sa di đó, mà trong đêm tối không có đèn đuốc, cho nên cầm cái cán quạt mà lai vậy, chọc trúng vào con mắt của vị sa di. Vị sa di đau, nhưng mà vị đó giữ cái tâm bình thản, không có giận thầy. Sáng ngày thì ông thầy thấy một trò làm cái gì, một tay cái bệnh mắt cũng chỉ là một tay thôi, bưng nước của một tay, dâng cháo của một tay, còn tay kia bệnh mắt thì hỏi sao vậy. Thì người bị sa di đó mới nói, vì lúc khuya gần sáng đó, thầy lai gọi con vậy, nhưng mà thầy cầm cái cán quạt thọt trúng vào con mắt, nghe người trò nhỏ nói như vậy đó, thì thầy cảm thấy hối hận, muốn xin lỗi. Thì vị sa di nói, không phải lỗi của thầy, mà cũng không phải lỗi của con, lỗi tại luân hồi. Tại có luân hồi cho nên mới có khổ vậy thôi quý vị. Cho nên có những cái câu chuyện, có những cái cách mà người xưa đó, các vật trí, họ đối đáp, họ trả lời cũng hay lắm thưa quý vị. Chúng ta học theo cách đó nha. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, là chúng ta có chịu thấy cái sự nguy hại của phẫn nộ hay không, có chịu từ bỏ cái sự phẫn nộ hay không, cái điều đó mới quan trọng. Bởi vì hễ chúng ta có chịu nhìn thấy cái sự nguy hại của phẫn nộ thì chúng ta dễ bỏ phẫn nộ lắm. Có những người thưa quý vị, họ phẫn nộ nhưng mà ai nói ra thì họ cãi ra. Họ nói tôi sân hồi nào, tại cái tánh tôi như vậy chứ tôi không có ác, vâng vâng. Họ chống chế cái tánh của họ, họ bưng bít cái tánh của họ, họ biện hộ cho cái tánh khí nóng nảy của họ. Cái đó là người này là vô phương,
giống như một bệnh nhân mà bị chứng bệnh nan y khó chữa, cho nên nói tới nói lui thì cái đó tùy. Nếu chúng ta là người, những cái cách mà Đức Phật dạy thế này là đối với người mà thấy được cái sự nguy hiểm của phẫn nộ và có thể bỏ được cái sự phẫn nộ thì lúc đó đó mới được. Cái ác pháp, cái cố tận của Đề Bà Đạt Đa, cho dù Đức Phật Ngài có nói Đề Bà Đa cũng không bỏ được. Đề Bà Đa lăn đá trên núi Linh Thú xuống triền trên cái con đường mà Đức Phật đang đi, đang đi kinh hành đó. Một cái tảng đá làm nó văng trúng nhầm cái chân của Ngài, khiến cho chảy máu. Mà làm thân Phật chảy máu, thưa quý vị, là ngũ nghịch đại tội đó chứ. Đức Phật Ngài nhìn, Ngài ngước nhìn lên, Ngài nói với Đề Bà Đa, Ngài nói: này Mô-kha-bu-ri-sa, ngươi đã tạo một cái trận nghiệp Đức Phật Ngài nói như vậy. Nếu mà ông ta là người có cái sự ý thức nghe như thế đó thì đau khổ trong lòng là bắt đầu phải làm lại cuộc đời. Nhưng mà không, sau đó tới Đề Bà Đa còn tìm cách ám sát Đức Phật một lần nữa, là thả voi Nalagiri để giết chết Đức Phật khi Ngài xuống dưới thành Rajagaha đi khất thực, rồi chia rẽ tăng là như thế. Đến cuối cùng mới hối hận thì muộn rồi thôi. Nhưng mà đối với một người như Bà La Môn Pharado Chán này đó, thì mặc dù ông ta hiện là ngoại đạo, ông ta tức giận phẫn nộ vì là bà vợ của ông ta là đệ tử của Đức Phật đã làm mất mặt ông ta khi mà 500 vị Bà La Môn đi đến để dự tiệc mà ông ta chiêu đãi đó. Họ tức giận, họ bỏ đi không ăn tiệc, làm cho ông ta mất mặt, giận lắm chứ. Khi ông ta đi đến ông ta tính lặng thua đủ với Đức Phật, nhưng khi ông ta đến, ông ta còn có phân quá một chút, là liền hỏi Đức Phật là sát cái gì. Sát trừ cái gì ngủ ngon, sát trừ cái gì không sầu, một pháp nào sát trừ Bà Sa Môn Gotama đồng thuận hay là tán thành. Thì Đức Phật đã biết rõ là Bà La Môn này mặc dù cái nộ khí ông ta vậy đó, giận dữ như vậy, nhưng mà ông ta sẽ ý thức được nếu như mà trị đúng căn bệnh. Đức Phật liền trả lời ngay cái tâm trạng của ông ta đi: sát phẫn nộ ngủ ngon, sát phẫn nộ không sầu, phạm chí, tức là Bà La Môn đó, phạm chí sát phẫn nộ, cây nó có ngọn ngọn thì ngọt mà gốc là độc hại, diệt chúng bậc thánh khen, diệt chúng khiến an lạc. Ông ta nghe vậy rồi ông ta tỉnh ngộ liền, rồi ông ta tán thán Đức Phật liền. Rồi ông ta chẳng những vậy, ông ta thay đổi một cách nhanh chóng, không phải chỉ là tán thán Đức Phật là đủ, mà cũng không phải chỉ có xin quy y Đức Phật làm tận sự nam đâu. Ông ta sau khi tán thán xong, ông ta xin xuất gia và ông ta nỗ lực chứng ngài là hán quả. Thì quý vị thấy khủng khiếp thế. Cho nên ở đây quán vô thường, khổ đau vô ngã,
chúng ta học pháp, chúng ta hành pháp đủ hết đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta không bỏ được cái sân tâm nộ khí thì quý vị đừng có vội cho rằng là pháp Đức Phật là hết sự nghiệp. Cái đó là do tại quý vị, tại bản thân chúng ta. Chúng ta không chịu bỏ, chúng ta vẫn cố chấp những cái phiền não tham lam sân hận si mê, chúng ta bưng bít, chúng ta cho rằng ấy, đó là cái của quý của mình, đó là cái tật mà tôi đã quen rồi, bỏ nó buồn lắm, bỏ tham bỏ sân buồn lắm. Quý vị cứ như thế đó thì làm sao đây? Cho nên tùy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Ồ, xin lỗi quý vị, chúng tôi mãi mê nói bây giờ còn 20 phút nữa hết giờ rồi. Xin thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sa thú, kính trình Hòa Thượng Tư Sư rất là nhiều. Những thứ quý vị, điều mà Hòa Thượng Tư Sư vừa nói là những điều mà chúng ta rất là cần để tâm niệm trong đời sống. Và dĩ nhiên là mỗi người chúng ta có một cái cách nào đó để trị cái sự phẫn nộ. Riêng cá nhân chúng tôi thì hồi nhỏ thì chúng tôi được đọc những cuốn sách nói về điềm đạm, nói về điềm tĩnh, thì chúng tôi thấy rằng khó chứ không phải là dễ thực hành. Nhưng mà ở trong đời chúng tôi có làm một việc mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân lời dẫn và từ từ siêu, đó là mỗi lần chúng tôi thấy ai mà nổi nóng bất bình thì chúng tôi lặng lặng quan sát, và ở ngay lúc đó chúng tôi nhận ra những cái nông nổi, những cái sai quấy, những điều mà nó rất là thánh tiết khi mà người ta nổi nóng. Và mình cứ nhìn thấy như vậy lâu ngày mình cũng sợ, thưa quý vị. Khi mà chính mình nói nó cũng sợ. Kính thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì không biết thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu tọa Tự Quyền có mặt trước máy, xin thượng tọa trả lời cho một câu thảo luận. Thượng tọa Tự Quyền không có trước máy. Thượng tọa tân nghe, thượng tọa có nghe được không? Nếu tọa tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi thì tòa Pháp Tân hay tòa Tự Quyền có? Dạ. Dạ vâng. Dạ không biết là thì tòa Tự Quyền hay thì tòa Pháp Tân đưa tay, không biết vì nào. Xin quý ngài lên tiếng chưa? Tại đang cầm điện thoại. Dạ con đây, dạ con đây. Dạ con Tự Quyền. Dạ. Thì tòa Tự Quyền, chúng ta thấy ở trong bài học này có một vị nữ tà, Bà La Môn là Thanh Chani đó. Niệm Phật mà gặp bất cứ chuyện gì cũng niệm. Chúng ta làm sao để niệm Phật nhập tâm? Chúng ta làm sao mà có những cái những điều mà nhập tâm khi mà mình nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên? Lúc mình phản xạ tự nhiên điều gì đó, mình lại nghĩ đến điều đó ngay. Để làm sao đi được như vậy? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Tự Quyền. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tu Tri, Đệ Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý Thượng Nữ cùng Chư Phật Tử. Và quả thật thì để mà chúng ta làm được như một cái tinh thần của ông Bà La Môn Thánh An Chánh Ý này thì phải nói là một điều cũng là đặc biệt. Những cái điều này là nó phải tập bằng một cái thường niệm, mà thường ghi nhớ và thường quán tưởng, thì chúng ta trở thành một cái phản xạ. Như là thí dụ như bây giờ là đúng cái chuyện gì chúng ta niệm mô Phật hay là A-ra-hăng, Đức Phật trọn lành, A-ra-hăng, Đức Phật trọn lành, thì nó sẽ là một cái, nó sẽ là một cái thói quen của chúng ta, thì nó sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên. Phản xạ tự nhiên đó là chúng ta gọi là Pakatopanisya, tức là cái duyên, cái thường cận, nó quen, cái thói quen. Khi đó thì chúng ta luôn thường niệm. Ở đây chúng ta sẽ giữ thường niệm chính xác. Thường niệm. Thì nó trở thành một cái điều mà không thể thay đổi được. Thí dụ như bây giờ, nhất là khi chúng ta gặp cái hiểm nguy gì, thì lúc đó chúng ta mới thấy đây là một cái vấn đề mà nó cực kỳ, nó quan trọng luôn. Cũng như một bình thường thì chúng ta thấy không có quan trọng, nhưng chúng ta thấy nếu chúng ta có suy nghĩ, có tư tưởng tới đó, thì khi chúng ta bị
bị ma đè đó, tự nhiên thân người chúng ta nó cứng nhắc hết, không có lúc lắc được. Nhưng chúng ta niệm Phật thì chúng ta lại là lại là có thể coi như là có thể cử động được cái thân người của chúng ta chẳng hạn như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy ở đó thì nói rằng là do cái tâm định, do cái tâm của mình nó có cái định tâm thì thế là cái tim nó cũng đập nhịp nhàng trở lại, hay là dầu cho là máu huyết hay là do Atula hay là tất cả những người nào đó mà hại chúng ta, nhưng chúng ta có cái tâm, có cái tâm niệm tưởng đến Phật thì điều đó nó cũng sẽ có cái ân đức vô cùng lớn. Mà chúng ta không thể thì nói bằng một cái điều mà vô tư được. Còn nếu như ai có cái tâm thường niệm thì trở thành một phản xạ. Và cái điều này thì đây là một điều hết sức quan trọng khi chúng ta gặp những cái điều nguy biến hay khi chúng ta cận tử, chúng ta nhớ như vậy, chúng ta thường niệm như vậy thì giờ phút cận tử đó là nó sẽ theo ta, nó trở thành một cái động lực mạnh vô cùng để cho tâm khó có những cái nghiệp phiền não khác hay là cái thú tướng nó khởi sanh bất thiện, nó đẩy đến cho ta phải đọa xứ. Thì chúng ta phải thường niệm. Cái thường niệm ở đây muốn nói tức là chúng ta phải chia một thời khắc, chia một thời gian, hay hoặc chúng ta luôn luôn khi nào rảnh chúng ta niệm, khi nào rảnh chúng ta niệm, hay là chúng ta cho một thời gian buổi sáng rồi buổi tối gì đó, chúng ta có một thời gian chúng ta niệm tưởng liên tục. Và bình thường thì khi nào rảnh chúng ta niệm, khi nào chúng ta có thể niệm chúng ta niệm, và chúng ta luôn luôn đeo mang. Thì cái tâm mà thường thục, cái tâm mà nó quen như vậy thì nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên. Khi đụng chuyện gì tới, khi trong giấc mơ, như nó đang có mơ mà chúng ta đi, mà chúng ta hụt chân, hay chúng ta cảm thấy bị khiếp sợ cái điều này, hay chúng ta lo lắng cái điều kia, thì tự nhiên chúng ta cũng niệm Phật ở trong tâm như vậy đó. Cũng như hồi xưa đó, khi mà mấy chú tiểu nhỏ đó, đến khi mà học kinh đó, quý vị có biết đọc kinh đó, đến nỗi khi ngủ xong thì cũng đọc kinh. Xong ngủ xong hồi cái từ nó đang học kinh bắt đầu ngủ, ngủ xong hồi cái đọc kinh thì nó trở thành nó đi vô đầu một cái phản xạ tự nhiên. Rồi cũng vậy nữa, khi nghe hoài cái tự nhiên cũng đọc ra được, nó cũng trở thành một cái phản xạ mà do nghe cái nhớ. Cái bạch hòa thượng với tụi con, tức là tụi con nhỏ tụi con đa phần là kinh Tam Bảo, đa phần kinh Tam Bảo tụi con với kinh tiếng Việt thì tụi con nghe tụi con thuộc không chứ không học, nghe một số bài. Bởi cho nên sau này lớn lên rồi mới chỉnh là đọc có những cái chỗ sai cái tiếng Phạn, tiếng Bali đó rồi mới chỉnh. Chứ còn đa phần tụi con nghe nó nhiều hơn. Khi con làm giới tử 2 năm, con mới lên xuất gia, thì 2 năm đó cứ tụng kinh cứ một ngày, cứ ngày 4-5 tiếng đồng hồ vậy đó. Hồi xưa đọc kinh nó dài lắm, từ 4 giờ mà tới 6 giờ, rồi hoặc là 5 giờ mà tới ít nhất trên 1 tiếng đồng hồ. Thì vừa tiếng Bali vừa tiếng Việt, ngay cả luôn cái tiếng ôm á. Con đọc đầu tiên cho sư phụ giới là sư giới chịu liền, gật đầu liền, nó đi vô đầu rồi nào mày, cái chỗ nào nhấn cái chỗ nào lên biết liền. Dạ thì ở đây muốn nói rằng là khi cái tâm tưởng của mình á, khi mà mình nó ghi nhớ, nó ghi nhớ niệm tưởng bằng cách, tức là tuổi trẻ thì nó rất là lẹ rồi, nhưng tuổi lớn của mình á là phải đẩy vô nhiều lần thì nó sẽ trở thành một cái phản xạ tự nhiên. Mà chính con chứng minh là từ nhỏ đó, do cứ tối là học cho đến khi mà vừa buồn ngủ mà vừa học, vừa buồn ngủ mà học ngủ xong giật mình đọc tiếp. Cho nên hồi đó nhỏ rất là hiểu biết, mà coi như đọc thí dụ như đọc học bài kinh, thí dụ từng bài kinh rồi, thí dụ bây giờ thí dụ thăm chắc đi samma ditthi samma sankappo samma vacca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma samadhi. Thì nếu mà ngủ là biết liền, biết chú đó hay sư đó ngủ biết liền, đọc hồi cái tự nhiên lớn thiệt lớn, hồi cái bắt đầu tự nhiên nó như máy bay đáp xuống tà hồi cái tắt luôn, rồi cái chút xíu sau cái giật mình đọc lớn. Bởi cho nên nếu mà vì nào đi kiểm tra là biết liền, hãy đọc, bắt đọc lớn lên, nhỏ bắt đọc lớn vậy mà nhớ. Mà thật sự như vậy đó, cũng như tụng kinh đó, hồi xưa tụng kinh cũng vậy, tụng kinh
bằng một cái nhớ, bằng một nhớ không, bằng hồi mà tụng kinh Bính Khiêm nó hôn trầm nó xuất hiện, là đó là sư cả Giác Sơn, thượng Giác Sơn cứ xây qua dỗ xuống một cái là về cho tỉnh là hết, chứ ông nào ông ấy cũng đọc đọc coi như là nó như một phản xạ tự nhiên vậy. Sổ ra hết những cái bài kinh, còn cũng vậy cái niệm tưởng như vậy cũng vậy đó. Rồi cho tới mà nhờ như vậy đó nó nhớ lâu dài luôn, nó nhớ một cách tức là không bị khó quên lắm. Ngay cái con bị chấn thương một hai lần mà về mà các vị nghĩ là con quên kinh luôn mà, nhưng đều cũng nhớ được à. Thì dĩ nhiên nó cũng quên nhiều chứ không, như đều đại khái là cũng vẫn nhớ được thôi. Thì con thấy rằng là do mình phải có một cái thường niệm. Nếu như mà mình muốn thành một cái phản xạ tự nhiên là phải thường niệm, thì là như vậy. Dạ, kính cung thỉnh hòa thượng quay trở lại, nếu có điều gì cần túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa thượng tọa Thượng Quyền, xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân trả lời câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Thưa vị, tiếp theo lời thượng tọa Thượng Quyền, chúng tôi muốn nói thêm về một điều là dĩ nhiên là khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển có những cái sự thay đổi mà gọi là kỳ tích, tức là như một người rất là tự thị, rất là phẫn nộ, rất là xem thường Đức Phật, nhưng mà khi nghe Đức Phật ngài chỉ nói một câu kệ ngôn thay đổi cuộc đời của người đó, thay đổi toàn bộ, từ một người đang bất bình phẫn nộ đối với vợ, đối với Đức Phật, mà trở thành một cái người sống, một cái người mà có cái tâm tư nhẹ nhàng thanh thản, từ một người bài kích Đức Phật mà trở thành một người có tính tâm ở Tam Bảo, từ một người là cư sĩ nhưng mà cảm nhận cái nhiệm màu của chánh pháp, xuất gia trở thành một tu sĩ, và từ một phàm nhân mà trở thành một thánh. Sự thay đổi rất lớn. Dĩ nhiên là Đức Phật đã khai thị vị này bằng một câu kệ, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng chính Bà La Môn dòng họ Pharadvaja có một cái căn cơ rất là sâu dày, nói theo ngôn ngữ Phật pháp là tu ba la mật hạnh, và đồng thời có cái duyên lành, cái duyên lành đối với Phật, đối với pháp. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đôi khi mình không có để ý về điểm này. Đó là chúng ta lại Phật, chúng ta nghe pháp, chúng ta đảnh lễ cúng dường. Những việc đó mình thấy có rất là bình thường thôi. Nhưng mà thưa quý vị, có những giây phút nào đó trong cuộc đời, chính những thứ đó là cứu chúng ta. Chính những thứ đó là những giọt nước cành dương để xoa xôi nỗi đau khổ chúng ta. Chính điều đó đó đã làm cho trỗi dậy cái hạt giống lành, hạt giống cái chủng tử Bồ Đề trong tâm tư của chúng ta. Mình không biết được. Về điểm này thì Sigmund Freud, một nhà tâm lý người Áo đó, ông có nói là có những cái sự việc mà thời thơ ấu nó trạng lại. Riêng đối với người Phật tử thì một ấn tượng nào đó trong cuộc đời, và từ cái ấn tượng đó đưa chúng ta trở về lại với sự điềm đạm, đưa chúng ta trở về lại với sự mở lòng, đưa chúng ta trở về với ở trong một cái tâm thái sẵn sàng để đón nhận chánh pháp vào lòng. Bởi vì trong đời sống này đó, nếu chúng ta thường tụng kinh hay là lại Phật, hay là đem cái tâm lắng nghe pháp, hòa mình theo trong điều quan hệ chung, đi hành hương chẳng hạn, hay là đi đến các cái đạo tràng, nơi mà trang nghiêm thanh tịnh mà chúng ta hoan hỷ, những lúc đó có thể là những giây phút chợt đến chợt đi, nhưng mà lại gieo trong lòng của chúng ta một cái căn lành rất lớn. Không phải mà tự nhiên mà giác sáng, cảm thấy chán đời trong lúc mà đang sống ở trong cảnh nhung lụa là ra đi gặp Đức Phật. Không phải tự nhiên ông Cốc cô độc, chỉ một lần nghe người anh nói đến chữ Phật thôi,
là trong tâm tâm vô cùng hoan hỷ, hưng phấn và chỉ muốn đi gặp Phật liền. Không phải tự nhiên mà ông Bahiya gặp Đức Phật như vậy, một câu kệ ngôn ngắn đã có thể ngồi xuống khai triển thiền quán, đắc đạo chứng quả. Và cũng không phải là cái chuyện đơn giản tình cờ mà Bà La Môn Phrajaya có thể nguôi cơn giận chỉ sau nghe, khi nghe một Phật ngôn, phát tâm xuất gia chỉ vì một câu Phật ngôn, hay là chứng thánh quả chỉ đơn giản một câu Phật ngôn. Câu Phật ngôn đó là một cái trợ lực sau cùng, đó là sự khai thị từ vị chánh đẳng chánh giác. Giống như cái con gà mà nó ở trong trứng, nó đã đầy đủ, chỉ cần phá cái vỏ ra bên ngoài, thì Đức Phật là vị đã giúp cho chúng ta phá cái vỏ vô minh đó. Nhưng mà con gà nó phải trưởng thành, cái căn cơ phải đủ, phước báo nó phải ở cái mức thích hợp, thì vị này mới thể đạt đến như vậy. Vì vậy bài kinh ngày hôm nay một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy rằng Phật Pháp là một tôn giáo mà qua đó nhắc chúng ta rất nhiều về cái sai lầm, cái nông nổi, những điều đáng tiếc của phiền não. Phiền não ở chính mình. Mình tu không phải là cách để mà mình muốn phe bản ngã, mình mơn trớn, lấy cái lòng tự ái hay thị dục quyến ngã của mình, mà cái sự tu tập của mình là dám nhìn thẳng, nhìn rõ vào phiền não của mình. Đơn giản như vậy. Chúng ta bất bình nổi giận, và nếu được thì chúng ta ngồi lại một chỗ yên lặng, nhớ là những giây phút vừa qua mình đã nổi giận. Mình nói một cái lời nào đó nó lỡ lời, nói một cái lời nào đó nó quá đáng, nói lời nào đó xúc phạm người khác vì sự giận chính mình, hãy nói một lời xin lỗi. Đơn giản thôi, xin lỗi. Xin lỗi là lúc đó tôi nóng quá, đã nói những lời không nói. Hãy thành thật nhận ra điều đó. Khi mà mình nổi nóng, mình giận dữ, ngày hôm sau hoặc là thấy ngay tối hôm đó, chúng ta ngồi tập hồi tưởng nhìn lại những lúc mình giận dữ, mình nổi nóng như vậy đó, cái tâm mình ra sao, nó như thế nào. Thật ra thì cơn phẫn nộ qua rất là nhanh, nhưng cái sợ là lúc cao điểm nó giống như là một cái lựu đạn mà nổ rồi đó. Cái thời khắc nó nổ nó không có lâu, nhưng mà đó là thời khắc gây tai hại nhiều nhất. Thì chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta nghe Phật Pháp, mỗi ngày chúng ta được liên tưởng đến sự tu tập, thì chúng ta nên nhớ rằng có một thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời, đó là phiền não. Và một trong những phiền não mà gần như hết sức là khó kìm, đó là sự phẫn nộ. Và chúng ta làm sao mà thường nhắc nhở và thường tâm niệm về những này. Và đừng bao giờ sống bằng một thái độ, bằng một cái nhìn rằng tôi vậy đó, tính tôi vậy đó, tôi nóng nhưng mà tôi không hại ai, hay là tôi nóng bị chứ tôi hiền, tôi tốt, tôi phải. Đừng nghĩ như vậy. Những điều đó nó không chẳng lợi cho chúng ta hết. Mình nóng cứ giận mình nóng, mình bất bình giận bất bình. Và nếu trong bất bình mình lỡ lời sai lầm, hãy xin lỗi. Và khi mình lỡ lời nổi nóng bất bình, nói những chuyện nó quá đáng, mình để ý thấy rằng mỗi lần mình nóng mình hay cáo buộc người khác lắm, cáo buộc như là người đó là một người đầy tội lỗi. Chúng tôi biết có nhiều người đó, khi họ giận thì họ nói rủa xả không tiếc lời, nhưng khi họ hết giận thì dường như không có chuyện gì hết. Cái thói quen nó không tốt đâu, tại vì ngay trong cái thời khắc mà chúng ta đang giận dữ mà chúng ta lao mình theo nó đó, thì đúng là mình căng bườm ở trong cơn bão, và chúng ta sẽ làm nhiều cái sai lầm. Thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý vị, Đức Phật thì từng nhắc đó, như là một ông thợ săn, ông đi săn cả ngày không được con nào hết, tâm đang bực bội, thì ông đi về ông gặp vị sa môn, một vị tỳ kheo. Ông nhớ là buổi sáng gặp vị tỳ kheo này thì nó bị xui cả ngày, chỉ vậy thôi. Nghĩ là buổi sáng gặp vị này xui xẻo, bị gặp lại là ông xịt chó đến cắn vị đó. Mà vị này trong lúc bị chó tấn công thì leo lên cây, trong lúc leo cây thì cái nghiệp đến cái y của vị này rớt xuống và nó phủ lên người thợ săn đó. Thì những con chó đang sủa mà thấy ở trên rơi xuống, bốn cái y rơi xuống thì nó súng lên nó cắn, không ngờ nó cắn ngay người chủ đó, người đã chết thảm. Và cũng nhiều trường hợp khác là có những người ở trong một cơn phẫn nộ đã nói một câu nguyền rủa đến nỗi mà nếu mà không được tha thứ thì đầu Đức Thần bị bệnh, tạo một cái quan kết về sau này chẳng lẽ gì hết.
chúng ta giận dữ, giận dữ đến mức độ nào đi nữa thì cũng nghĩa gì, không lợi ích gì. Và cho dù chúng ta nói trăm ngàn lý do là tôi có lý do chánh đáng để giận dữ, nhưng mà giận dữ là giận dữ, nó không có lý do chánh đáng gì nữa hết. Và mỗi lần chúng ta trải qua một điều như vậy đó, thì chúng ta nên học kinh nghiệm. Học kinh nghiệm rằng sự giận dữ nó làm cho chúng ta nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm, và bị đốt cháy bởi cái phiền não. Vậy thì mỗi lần như vậy đó, nó là một lần tự nhắc cho mình. Chúng ta học từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta học từ sự quan sát người khác, và chúng ta học từ sự cảnh báo, cảnh giác chính mình. Đúng chuyện mà nói đóng là hư chuyện. Không có ai, người ta nói rằng khi mình bất bình mà nói những lời không nên nói trước đám đông thì tự làm nhục với chính mình. Cho dù cái người kia họ quấy đến đâu đi nữa, nhưng mình nổi giận là mình tự làm nhục chính mình. Nó có lợi, chẳng có lợi gì cho chúng ta hết. Nếu mà giận lắm thì nên im lặng, hay là ngồi xuống tập hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hoặc là nghĩ đến là Đức Phật dạy mình nên điềm tĩnh, Đức Phật dạy chúng ta nên sát trừ phẫn nộ. Chỉ sát trừ mạnh lắm á, chúng ta không nghe chuyện khác đâu, nhưng mà phẫn nộ là phải sát trừ, phải dập liền. Giống như lửa mà nó đã phật lên phải dập xuống liền. Và bài học này nhắc cho chúng ta nhiều điều. Mong rằng chúng ta sẽ áp dụng ý nghĩa của bài kinh hôm nay và lời dạy của Đức Phật một cách thực tế trong đời sống. Ai mà sát trừ phẫn nộ, ngủ được ngon, không có sầu buồn, chúng ta cứ thử đi, thì chúng ta sẽ thấy lời dạy vì gì của Đức Phật. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Tham. Ngày mai này chúng ta có môn Pali Pháp Cú của Hòa Thượng Tuệ Siêu. Và chúng tôi nói riêng quý vị điều này, không có Hòa Thượng Tuệ Siêu hôm nay là cái phẩm kinh Bà La Môn này có rất nhiều câu chuyện trùng lập trong kinh Pháp Cú. Sắp tới khi quý học ở kinh Pháp Cú sẽ có nhiều câu chuyện mà được kể ra đây. Nhưng chúng ta nghe lại không sao hết. Chỉ có điều là đây là sự vô tình thôi. Hòa Thượng Tuệ Siêu thì Hòa Thượng muốn rằng giảng kinh Pháp Cú giảng đến đâu thì quý vị nghe được những bài mới. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ rằng khó tránh lắm. Tại vì ở trong kinh thỉnh thoảng có những cái gặp nhau như câu chuyện hôm nay quý vị cũng sẽ tìm thấy trong kinh Pháp Cú. Mai mốt nghe lại thì chúng ta một lần nữa suy niệm. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả chư tôn đức và quý Phật tử vào ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông rung, chúng con kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn điều hợp cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để có thể hành theo, được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương